Nhân vật Mây và Lá đều là hai người lần đầu tiên đi thi Hoa hậu. Cho dù một người đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên sàn diễn cũng như là quốc tế đi, nhưng mà mình không được sử dụng trong cái bộ phim này. Một người chưa bao giờ đi giày cao gót phải đi như thế nào, như là kiểu chưa bao giờ đi cao gót. Mình thích cả hai nhân vật, mình sẽ phải sống và thích cả hai cái tính cách nhân vật thì mình mới hoàn thành được cái vai diễn của mình. Đây là một vai, một cái người phụ nữ hiền. Trong phim thì tôi khóc đâu cũng phải mấy lần á, hầu như là đến cái phân đoạn nào thì phân đoạn đó cũng đều phải rơi nước mắt. Và nó là một cái tuyến nhân vật, nó tạo nên một số những cái cảm xúc rất là cảm xúc đối với người xem, về cái tình mẹ con, về cái tình cảm giữa con người với con người. Một bà chuyên môn tổ chức thi Hoa hậu và một cái người mà chuyên môn tìm tất cả những cái scandal theo một cái con đường tà đạo để mà cái cuộc thi của mình nó được nổi tiếng hơn. Hồng Đào thích cái kịch bản, Hồng Đào muốn là coi là cái sinh hoạt không khí của Hoa hậu như thế nào, vì từ đó đến giờ Hồng Đào chưa bao giờ tham dự một cái gì dính líu Hoa hậu. Giang là một đứa bạn thân của một cái cô gái giải chính dí dỏm, một cái tạo hình khác nữa của Hải Triều. Từ đó giờ mọi người cũng chưa có thấy cái tạo hình này đâu. Hải Triều xin cast và Hải Triều đã vượt mặt qua hàng trăm hàng ngàn diễn viên để chịu được cái danh gian này. Yến Nhi là một cái cô gái rất là vedette, rất là chảnh, mà chảnh theo kiểu giống như là trọc phú vậy đó. Tức nghĩa là vừa mới nổi lên thì hạch hoẹ đủ thứ và rất là mưu mô, nhưng mà mưu mô một kiểu IQ thấp. Mình đã phải nghiên cứu rất là nhiều trường hợp thực tế, cái thần thái như thế nào, cách nói chuyện như thế nào, rồi cái cách mà các bạn ấy nhìn ngó lườm liếc như thế nào, chảnh trẻ như thế nào, kể cả những cái lời nói mà cố tình gây sát thương mà một cách rất là lương lẻo, rất là xéo sắc. Cái vai Thủy Tiên của Châu là không có tính sân si, không có tính đi thi Hoa hậu gì hết, mà chỉ là đi theo thôi. Sau đó là thấy cái người mình đang phục vụ cho người ta á, người ta là người ác, nên là đâm ra là mình ác luôn. Cái vai này cho thấy nó cũng khá là thú vị, tại vì nó không đơn giản như là khán giả tưởng tượng. Linh là một trong những thí sinh của cuộc thi Hoa hậu thời đại trong phim Hoa hậu Giang Hồ, vai cô gái đến từ xứ Huế, có một giọng Huế rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Và Linh là nhân vật nắm được những cái điều rất là thú vị trong phim. Quỳnh Anh vừa cảm thấy lo lắng mà vừa cảm thấy thú vị, nhưng mà phần lo lắng chiếm nhiều hơn. Trong Hậu Giang Hồ thì Ngọc Anh đóng một cái vai bạn thân của chị Minh Tú. Vai Ngân trong Hậu Giang Hồ là một vai diễn dành cả thanh xuân để đi thi Hoa hậu, là một cô gái mà có cá tính, và Ngọc Anh nghĩ rằng là đấy là một cái vai khá là giống Ngọc Anh ngoài đời thực.